Quay để anh chơi. Đây đây để anh cần chơi rồi. Là cái gì cơ em? Phía bên trái của mình đây là cái công trình này đó gọi là công trường xanh, là nơi ở của bà nội vua Thái Hoàng Thái Hậu. Thì vào năm 1822 được vua Minh Hoàng cho xây chỉ là một cái hoa viên nhỏ thôi. Nhưng dễ thời vua Khởi Đình lên ngôi ạ, ông đã cho cải tạo lại. Dạ, nhà mình nhìn thấy ghép sân sử đấy này ạ. Dạ đúng rồi. Dạ, ông cải tạo lại và được xem như là một công trình mà một trong mấy công trình đẹp nhất ở trong ở Huế, cố đô Huế này đấy. Bà nội nhà đúng rồi. Hơn nữa phía bên trái các anh nhìn thấy đây là được gọi là hồ nồi kim thủy. Phía ngoài bức tường thành kia cũng có một hệ thống hồ như thế này gọi là ngòi kim thủy. Thì hai cái hồ này như là hai cái hào hào trong hào ngoài được bảo vệ hoàn thành, và đặc biệt là nó có mặt nước ngầm trong nên không bao giờ còn nước. Từ hào hào sâu nồi bức xuất ngoài bức nhập để bảo vệ hoàn thành luôn đấy ạ. Mình nhìn thấy cái lâu phía sau kia gọi là Bắc Tuyệt Đài hay còn gọi là Tứ Phương Vô Sự Lâu, là nơi vua ngồi uống trà thượng nguyệt. Tứ Phương Vô Sự là có nghĩa là tức là vua mong muốn là bốn bể được yên bình đấy. Dạ. Cửa phía bên trái của nhà mình đây là cửa Hòa Bình, là cái cửa hầu dành riêng cho vua đi vi hành và sáng bắn. Nó đối diện với cổng chính phía nam các anh cao đấy ạ. Trốn thì gọi là trốn đi chơi quân lính, đúng rồi, quân lính nó không biết, nó mắng gì chứ đi chơi làm thì chả làm. Cửa chính ngò mô là chỉ mở cửa vào những cái dịp đại lễ quan trọng như là đăng quang của các vị vua, sinh nhật vua, và vua sẽ tiếp đón các sứ thân ngoại giáo thì sẽ mở cái cửa đó. Và bình thường vua đi đâu là phải sẽ đi bằng cái cửa phía sau này. Tức là bình thường ví dụ các ngày bình thường cửa chính đóng là mình vẫn vào được trong này bằng cửa hậu có gì hả em? Dạ không. Bây giờ là mình bọn em đi làm là cũng phải đi vào cửa phía sau đây. Còn du khách đi vào là đi vào cửa ngò môn. Thế sáng nào họ cũng làm lễ như hôm nay à? Dạ không, lễ cả anh đi vào thấy đó là một thấy một đoàn bên lề đúng không ạ? Dạ đó là cái lễ đổi gác, mô phỏng là cái lễ đổi gác ngày xưa. Dạ mỗi sáng là sẽ có một đoàn bên lĩnh như vậy đổi gác phía trước cổng ngò môn ngày xưa là cũng như vậy đấy. Công trình phía bên trái của các anh đây được gọi là Vườn Cơ Hà, thì đây chính là nơi vui chơi và học tập của các hoàng tử và công chúa con của vua. Được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 19 nhưng đã bị chiến tranh phá hủy hết rồi. Trong điện trong Vườn Cơ Hà này là có điện Khâm Văn, là nơi học tập của các hoàng tử mà trước khi lên làm vua đấy ạ. Thì ngày xưa con của vua nữ thập tam nam thập lục, nữ 13 tuổi là phải đi lấy chồng và nam 16 tuổi là đi lấy vợ đấy. Như là không phục dựng lại, không phục dựng lại được cái cũ nhỉ? Dạ, những cái công trình chính phía trong này mới được phục dựng lại thế ạ. Còn đây chỉ là những cái công trình phụ thôi. Dạ, thì công trình cuối cùng mà cả đám sẽ tham quan là cái công trình phía bên phải của mình đây được gọi là Dược Thị Đường. Thì Dược Thị Đường này chính là nhà hát đầu tiên của Việt Nam, nơi đây biểu diễn nghệ thuật truyền thống và nhã nhạc công trình của vùng Trung Quốc nhé. Dạ. Vào ngay là thôi. Dạ, nó ngỏ tí. Anh cũng phải chuẩn bị để đi luôn. Hát có đúng là hát lớn Hà Nội, chất lượng âm thanh như nhà hát lớn Hà Nội. Anh Chính có hiểu không? Nói thế có hiểu không? Hiểu. Ôi giời, tôi nói đổi cho được mà chụp ảnh đúng. Đây, già nhường cho tí chứ không về đây nói bắn xe chơi rồi chứ. Cứ vào cửa em đưa nói cho mình cầm. Thằng. Thank you.
chị ngồi đây. Đấy, ngồi đây. Để xem hát. Đây quay cái tình đẹp.